Hi, xin chào các bạn, và ngày hôm nay Quyền đang có mặt tại điện máy xanh Hiếu Cân để cập nhật giá dòng điện thoại cho bạn xem. Hôm nay ngày đầu tuần các bạn nha, mình sẽ cập nhật giá Samsung nè, Vivo nè, Oppo và Realme, Xiaomi cho bạn xem luôn ha. Một phát một ăn ngay. Rồi, đầu tiên là Samsung, và chúng ta sẽ có một cái máy Samsung Galaxy A03 có giá hiện tại là 2.990.000. Chúng ta sẽ được giảm 100.000 đồng hoặc tặng phiếu hoàn bách hóa xanh là 150.000, trả góp 0% lãi suất. Và đây, về cấu hình thì màn hình là 6.5 inch, độ phân giải HD cộng, và sử dụng con chip là T606 8 nhân, RAM 3, bộ nhớ 32 các bạn nha. Camera selfie là 5 megapixel, pin 5000. Camera chính phía sau chúng ta sẽ có camera chính là 48 megapixel, cam phụ là 2 megapixel. Máy thiết kế nguyên nhựa nguyên khối các bạn nha, sau nhám hạn chế bấm vân tay và chì xước. Với mức giá hiện tại là 2.990.000, chúng ta sẽ được hỗ trợ góp không lãi và giảm 100.000 đồng tại Thế Đồng và Điện Máy Xanh. Và đây là Samsung Galaxy A13 4.690.000, chúng ta sẽ được giảm 200.000 đồng hoặc tặng phiếu hoàn 300.000 tại Bách Hóa Xanh, góp 0% lãi suất các bạn. Cấu hình của máy là màn hình là 6.6 inch, với độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng chip là Exynos 850 8 nhân, RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB. Camera selfie là 8 megapixel các bạn. Chúng ta sẽ có một viên pin 5000 mAh và sạc nhanh là 15W. Máy thiết kế nhựa nguyên khối nha. Phía sau chúng ta sẽ có 4 cam, với độ phân giải camera chính là 50 megapixel, cam phụ nhất là 5, 2 cam phụ còn lại là 2, và đây là đèn LED. Với mức giá hiện tại là 4.690.000, chúng ta sẽ được giảm 200.000 đồng, thì còn 4.490, góp 0% lãi suất, bảo hành 12 tháng thôi các bạn. Quá là ok. Còn nếu mà các bạn trang bị thiết bị RAM 6 thì chúng ta sẽ được giảm 400.000. Ở đây có chức năng mở rộng RAM nữa các bạn nha. Như các video trước thì Quyền cũng có review cho bạn xem. Các bạn quan tâm dùng sản phẩm này thì có thể truy cập ngay website thelong.com và điệnmaysanh.com để chúng ta thể tham khảo chính xác về mức giá và cũng như chương trình khuyến mại hiện tại các bạn nha. Và đây là Samsung Galaxy A23 với mức giá hiện tại là 5.690.000. Chúng ta sẽ được giảm 400.000 đồng hoặc tặng phiếu hoàn bách hóa xanh 600, góp 0% lãi suất, bảo hành 12 tháng các bạn ha. 5.690, giảm 400 thì còn 5.290 thôi các bạn. Máy thì màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng con chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân, RAM 4, bộ nhớ 128. Chúng ta sẽ có camera selfie với độ phân giải là 8 megapixel, pin 5000 và sạc nhanh 25W các bạn nha. Thiết kế nhựa nguyên khối. Mặt lưng thì chúng ta sẽ có nhựa giả kính như thế này. Cụm camera gồm có 4 cam, với độ phân giải camera chính là 50 megapixel, cam phụ nhất là 5, 2 cam phụ còn lại là 2 megapixel, và đây là đèn LED các bạn nha. Rất là tuyệt vời. Với một mức giá là 5.690, giảm 400 còn 5.290.000, góp 0% lãi suất thì chúng ta chỉ cần trả trước tầm khoảng 1.000.000 mấy các bạn, góp 6 tháng các bạn nha. Samsung Galaxy A23. Các bạn quan tâm dòng sản phẩm này có thể truy cập ngay website thelong.com, điệnmaysanh.com để chúng ta có thể tham khảo chính xác mức giá để mà chúng ta có thể như chương trình khuyến mãi ha. Còn các bạn muốn trên tay trải nghiệm thì có thể đến ngay Điện Máy Xanh Thế Đồng gần nhất để chúng ta có thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này. Ở đây là Samsung Galaxy M33 với mức giá hiện tại là 7.690.000. Biên bản 6GB, bộ nhớ trong là 108GB, giảm cho chúng ta được 500.000 đồng, chứ còn 7.190.000 các bạn, góp 0% lãi suất ha, bảo hành có 12 tháng. Thì khi mà chúng ta có hỗ trợ góp cho chúng ta luôn ha, trả trước 30%, góp 6 tháng các bạn nha. Máy trang bị màn hình là 6.6 inch, độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng con chip của Exynos do Samsung sản xuất, đó là Exynos 1280 8 nhân. RAM thì chúng ta sẽ 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Máy rất là mượt các bạn, rất là mượt mà. Camera selfie là 8 megapixel các bạn nha. Pin thì chúng ta sẽ 5000 và sạc nhanh là 25W. Về mặt lưng thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng nhám hạn chế bấm vân tay, và cụm camera 4 cam, độ phân giải là 50 megapixel, là camera chính, cam phụ nhất là 5, 2 cam phụ còn lại là 2 megapixel, và đèn LED dưới các bạn nha. Ok, rất là ok luôn. Đây là một trong những cái dòng cái máy nè, ước rất là mượt các bạn. Các bạn quan tâm dùng sản phẩm này có thể truy cập ngay website thelong.com, điệnmaysanh.com để chúng ta thì tham khảo chính xác về giá và cũng như chương trình khuyến mại hiện tại các bạn nha.
Đây là Samsung Galaxy M53 8GB bộ nhớ trong 256GB 12.490.000 giảm 700.000 đồng, góp 0% lãi suất, bảo hành 12 tháng ha bạn nha. Đây về cấu hình của máy thì màn hình của máy sẽ là một cái màn hình 6.7 inch, có độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip Dimensity 900 5G 8 nhân, RAM 256GB, có RAM là 8GB, bộ nhớ trong 256GB. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình thế này, bắt đầu phân giải là 32 pixel, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 25W. Có độ ok, máy cũng rất là mỏng. Mặt lưng là nhám hạn chế bấm tay và có cụm camera 4 cam thế này. Bắt đầu phân giải camera chính là 108 pixel, camera phụ thứ nhất là 82, con phụ còn lại là 2 pixel. Đây là đèn led các bạn nha, khá là ok. 12.490.000 giảm còn 11.790.000, có hỗ trợ góp không lãi cho chúng ta. Các bạn quan tâm dùng sản phẩm Samsung Galaxy M53 thì có thể truy cập ngay website Thái Động .com, Điện Máy Xanh .com để chúng ta tham khảo chính xác mức giá và cũng như chương trình khuyến mại hiện tại các bạn nha. Và đây là Samsung Galaxy A33 6GB 8.490.000 giảm 600.000 đồng qua quà tặng Galaxy các bạn nha, góp 0% lãi suất, bảo hành 12 tháng. Về máy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.4 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip là Exynos 1280 8 nhân, RAM 6 bao nhiêu trong 128. Camera selfie thì dạng đục lỗ nằm ở trong màn hình 13 pixel, không phải dạng giọt nước các bạn, có phải dạng đục lỗ ha, 13 pixel. Màn hình là màn hình Super AMOLED rất là đẹp các bạn, pin 5000, sạc nhanh 25W. Mặt lưng thì chúng ta sẽ có mặt lưng nhám và có 4 cam, bắt đầu phân giải camera chính là 48, camera phụ nhất là 8, camera phụ lần lượt là 5 pixel và 2 pixel. Đây mặt sau nhám hạn chế bấm tay chỉ xước các bạn nha, với giá hiện tại là 8.490.000, giảm 600 rồi và tặng Galaxy các bạn nha, hỗ trợ góp 0% lãi suất, rất là tuyệt vời. Với một cái máy Samsung Galaxy A33 có hỗ trợ 5G cho chúng ta luôn đó. Cái bên là A53 các bạn cũng hỗ trợ 5G luôn, mức giá hiện tại là 9.990.000, giảm 700 qua là tặng Galaxy, góp 0% lãi suất, bảo hành 12 tháng, có hỗ trợ góp luôn. Về máy thì chúng ta sẽ có một màn hình với độ phân giải là Full HD Plus, độ rộng là 650 inch, máy rất là mượt các bạn, sử dụng con chip là Exynos 1280 luôn, 8 nhân, RAM thì 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình, với độ phân giải là 32 pixel, pin 5000, sạc nhanh 25W, khá là ok. Về mặt lưng thì chúng ta sẽ có mặt lưng nhám các bạn, hạn chế bấm tay về chì xước và sẽ có cụm camera 4 cam, với độ phân giải là camera chính là 64 pixel, phụ là 12 và 2 cam phụ còn lại là 5 pixel. Và đây là đèn led các bạn nha, rất là ok. Mức giá là 9.990.000, giảm 700 và tặng Galaxy, quá là tuyệt vời. Các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm Samsung Galaxy dòng A, dòng M và dòng S thì chúng ta có thể truy cập ngay website Thái Động .com và Điện Máy Xanh .com để chúng ta tham khảo chính xác về mức giá và chương trình khuyến mại hiện tại các bạn nha. Rồi, quyền mời các bạn qua bên tủ phone này để mình thì cập nhật thêm một số dòng mà bên bàn trải nghiệm không có của Samsung. Như là A03 đó các bạn, dòng giá rẻ. Đây, A03 4GB, 3.490.000 các bạn nha, được giảm 200.000 đồng và hỗ trợ góp không cho lãi suất. Đây là A03S 4GB, 3.690 các bạn nha, giảm 200 hoặc tặng phí hoàn 300 tại Bách Hóa Xanh, góp không cho lãi suất, bảo hành 12 tháng. Đây là Samsung Galaxy A52S 128GB, 10.990.000, giảm trực tiếp 2 triệu các bạn nha, góp không lãi suất luôn, bảo hành 12 tháng. Máy thì trang bị con chip Snapdragon 778G 5G 8 nhân, RAM 8 bộ nhớ dùng cho 28GB, pin 4.5, sạc nhanh 25W, camera là 64 chấm ha, 4 cam phía sau, lần lượt là 12, 5 cái cell ha, là 3 camera phụ, camera selfie là 32. Còn đây là Samsung Galaxy A73128, 11.990.000, giảm 800 qua bàn tặng Galaxy, góp 0% lãi suất. Cũng sử dụng con chip Snapdragon 778 luôn, 5G 8 nhân, RAM 8 bộ nhớ 128, camera thì 108 pixel.
camera phụ là 12 và hai camera phụ còn lại là 5 megapixel. Camera selfie là 32, pin 5000, sạc nhanh 25W ha. A73. Và đây là S4 3. 41.990.000, biên bản 256GB, giảm trực tiếp 9 triệu cho chúng ta các bạn nha. Quá là tuyệt vời. VW cập nhật xong giá của dòng điện thoại Samsung tại Thế Động Điện Máy Xanh. Các mong video này sẽ mang lại ích cho các bạn ha. Chúc bạn có một video tham khảo về dòng điện thoại Samsung. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chúc bạn nhiều sức khỏe.